Cái đó. Em đi đây bà. Bạn em sắp à? Em đi đeo dây chuyền đồ tầm đồ giống ca sĩ diễn viên. Chị Nhi đây này, cái màn hình nó lắc lắc á. Mấy đứa mà muốn mà có ý chí mà muốn tập quay á, mỗi lần quay như đi nè, lấy một cái điện thoại khác nữa, đứng ở chỗ Hương nè, đưa vô quay coi thử mình quay ra.
Em ghi cái chữ cũng rõ chưa nhỉ? Rõ rồi. Rõ rồi đúng không? Ăn rồi mà. Sao được tại kêu?